nếu mà chị cảm thấy Dơ quýnh sao hay là kiểu gì nữa em đang có suy nghĩ gì á là chị mới nói cho tôi biết. Chứ bữa giờ em cũng suy nghĩ là kiểu chị sụp mối đi chứ em cũng kiểu nói dám nặng với mọi người. Trời ơi. Nhưng mà kiểu cái này là mình nên tốt cho mình á. Nhưng em biết không đâu cũng được. Em đâu cũng muốn là về xong rồi làm về sửa điện cho ba đâu. Kiểu muốn Vinh là kiểu bị gì á thì nói cho anh biết thì anh em mình sẽ đồng không? Chứ là bị gì á nói. Coi em nhiều ra tội bắt cúp nha. Trời ơi, tội người em Vinh ghê chưa. Tuần thi đấu thứ hai quả thật là một tuần thi đấu không thực sự thành công đối với GAM khi đội đã có thất bại 0-2. Áp lực thằng em vãi khá là chật vật trước NBA. Thì mọi người có thể thấy là GAM đã có một cuộc tranh luận khá là căng thẳng sau trận đấu với Team Flash. Nhưng may mắn rằng các thành viên GAM đã có thể nói ra được những cái gì vậy Sammy, cái gì vậy bản thân sau trận đấu nhằm góp phần cải thiện tình trạng của team ở thời điểm hiện tại. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau xem trận đấu giữa GAM và Team Flash đã xảy ra những gì nhé. Có dẫn chương trình nữa hả? Có cả người dẫn chương trình nữa đó hả? Lâu quá không coi nhưng mà tôi biết anh này đợt trước quay tôi cái cảnh mà nó xin tôi quay cảnh thư viện hết e. Vinh làm meo rồi. À, tôi đứng chính lại là hôm nay là thằng Vinh đánh tốt nha chứ không phải đánh dở nha. Em đây nè, tự dắt cỏ nha. Tự dắt cỏ nha. Đi vào lan là thật nha. À, nãy đổi lót chuột kìa. Đúng rồi, chui đi. Thôi đã đời nha. Bữa trình đầu trả đủ rồi. Giờ tới Ramtham. Chúng ta đến ngay với ván đấu đầu tiên. À, trả chặn đầu đủ rồi hả? Ừ. Hồi xưa bữa hôm là SE team á hả? Vừa cắm ra hai con mắt kiểm soát nhưng họ không có thêm một gì nào cả. Levi là người bị kéo vào nhưng GAM ngay lập tức vào hỗ trợ đối tượng của mình. Levi vẫn đang bị bắn và Levi đã nằm xuống. Team Flash có được hai mạng rất nhanh chóng. Kiaya sắp hóa đá. Trận này Vinh đánh lỗi thiệt. Dứt điểm và đó là khoảng trống dành cho KT nhưng mà anh ta bắn không nổi nữa, anh ta gục ngã rồi. GAM chỉ còn lại một mình Slider nhưng Slider. Trận này thằng em Vinh đánh lỗi thiệt. Team Flash không có trả lời là không quét sạch cho Team Flash và họ không cần quan tâm Levi nhiều lắm. Bây giờ họ xong một cái trụ họ tấn công nhẹ Levi một nhịp. Slider bắn trong tuyệt vọng chẳng có tí sát thương nào cả đến từ xa thủ của GAM. Jin từ nhà chạy ra, anh ta cũng bất lực trụ bảo vệ nhà chính thứ hai. Hãy xem những mũi tên của Taylor, anh ta lại bị kéo ta tốc biến chạy nhưng đúng là mũi. Không cái nào đúng nào sai nghe. 1-0 cho Team Flash. Trận này thằng em Vinh đánh lỗi. Mình đánh á, có một cái này nè. Từ lúc chơi tới bây giờ luôn, bây giờ phải nói. Có nghĩa là mình bị một cái sai lầm gì đó mình mắc phải từ đầu trận á là xong mình sẽ bị nhớ cái sai lầm đó hoài luôn. Mình bị nhớ cái đó xong rồi là mình sẽ bị mất cái nhận thức rồi cảnh giác gì những tiếng pha sau. Không, mình làm một cái gì đó trong trận mình mắc lỗi chuyện bình thường không sao hết. Ví dụ như là đầu game chay chế đúng không sao hết. Mình đánh lại, mình đánh mắc lỗi bình thường đó quên cũng mắc lỗi. Đừng có để mấy cái đó có nhiều quên lắm nhớ đi xong rồi mình reset lại. Nếu chỉ bây giờ chết mày đầu xấu không? Chết mày đầu của Dơ xong là boss vì sao cái lúc mà mày đầu của mình chết á là mày đi ra, mày không để tụi nó đẩy trước tụi nó vô đường mình đúng không? Mày chui đường sang đó là một. Hai à, cái con rồng đầu tiên mình đang xong đó mình phải để làm cái mình phải chạy thái với boss mình đi nào nó lên trên được. Đấy, chê hành cây nữa đi, người ta nói nhiều. Người ta cũng nói, người ta cũng feedback quá trời. Cái gì đây rồi nè, ăn một đấy. Vô. Đây. Rồi. Chắc nó. Suốt ngày chê người ta. Tới rồi đây. Được. 1, 2, 3, GAM. GAM cút. Trận này là GAM cút nha. 1, 2, 3, GAM cút. Này với tỷ số là 2-0. Trận này Team Flash xin, trận đấu này Team Flash xin. Biết kết quả rồi, tại biết kết quả rồi anh em, tại biết kết quả rồi. 2-0 là tỷ số cuối cùng. Đau đầu rồi, hành cây đau đầu rồi. Anh em hành cây đau đầu rồi. Các ơi Đông Huy ra. Chắc là mùa này mình đánh hai game đầu với là chen của mình nó hơi bị áp lực. Là nếu mà nói thẳng ra thì nó thẳng thì nó không phải là để công kích mà nó thẳng là để mong người phát triển là kiểu thằng phải là hay nhất là nó đánh là kiểu là nó biết là nó bị ấy nhưng mà nó vẫn cố gắng ấy nha. Nhưng mà còn người khác nó vẫn cố gắng ấy nhưng mà khi mà gặp một cái biến cố ở trong trận đó là kiểu mình bị thua người ta liền thì không có được. Hay kiểu gì? không? Khi mà mày đánh mà mày bị lỗi bình thường không ai nói gì hết á, tại vì bây giờ mình đánh mà lúc nào chẳng có lỗi đúng không? Nhưng mà cái vấn đề là sau khi mình bị lỗi mình làm cái gì để mình thay đổi, mình quay lại á. Chứ nếu mà mình bị lỗi xong rồi theo kiểu cái hơi ham này là về tao xin chết cho mày còn nghe là mày nói mất ít luôn. Một trận mày nói có mười mấy 20 câu à, là hết rồi đó. Và còn lại là nhiều còn lại là 40 cái nói không à. Tao bình thường mày nói nhiều đúng không? Thì... tôi hiểu cái tâm lý của thằng Jin. Cái tâm lý của thằng Jin á là hiện tại bây giờ á nó đang phải chơi với lại thằng Dơ, là thằng Dơ là cái thằng mà chơi game mà gọi là nó sẽ yêu cầu cao ở dưới bot nhiều đó, cho nên là một khi mà thằng Jin nó làm sai một cái á, là tự cảm thấy nó tự áp lực, như là nó kiểu mọi người hiểu giống như kiểu là nói sao ta, khi mà mình chơi với lại một thằng mà gọi là trên trình mình bản thân mình nghĩ là nó trên trình mình đó, thì đôi khi mình làm sai cái bắt đầu mình cảm thấy được là mình bị có lỗi á, mình bị này nọ các thứ á đó, cho nên là tự ti á, là tự ti, cảm giác mình bị tự ti á, giống thằng Celeb với lại thằng Ballet á, thằng Celeb là luôn nó nghĩ là nó dưới trình thằng Ballet, cho nên mỗi khi mà nó đánh lỗi, nó đánh bóp thằng Celeb một cái, nó bóng bóp thằng Ballet một cái nha, là coi như là nó im luôn đó. Thì thằng Duy nó đang bị như vậy, mọi người ạ. À. Cái tâm lý của nó đang bị như vậy. Để là mình đánh á, xong rồi cái mình fail, cái mình nghĩ là mình một là mình thua người ta, hai là mình làm cũng nặng cho nó. Hơi cảm giác kiểu mọi người phải giải cái đó ra. Giải cái đó ra, khi mà mình nói là mình bị cái gì, mình phải nghĩ tới cái khắc phục vấn đề đúng không? Thì mình khắc phục vấn đề là cái gì? Là khi mình luyện tập hay là mình làm việc với nhau á, hay khi cũng giải mình bị gì mình phải nói đúng không? Anh em mình nói nhau ra là tao tập thể tinh thần là anh em nó kiểu mà mình bị gì mình phải nói. Là thật sự là mình phải nói. Cái chuyện mà mình đánh thắng hay đánh thua nha, thì nó xảy ra thường xuyên. Thể thao thì thắng thua là đúng. Cái việc mà mình tiến bộ được hay không á, nó mới là cái quan trọng. Đúng. Thì cái cảm giác của anh về cái sự tiến bộ á, là kiểu mình phải làm cái gì đó nó, đầu tiên là nó khác cái việc mình làm nếu mình đang cảm thấy là mình không tiến bộ chơi, và kiểu mình phải làm những cái thứ nó mang tính chủ động á. Đúng. Nhưng mà Đơ đang bị sướng á gì. Kiểu Đơ cảm giác là Đơ Vinh đang bị sượng đó, giống như là những tình huống BK giờ nếu mà Vinh coi lại hoặc là Đạt mở sụt á, là kiểu mấy tình huống BK là win chắc không à, mà mình do mấy cái kỹ năng mình xử lý thôi, mà kiểu mấy cái đó thì Đơ không biết để nói sao để Vinh hiểu á. Anh thấy game 1 là sau tầm em chết 3 mạng là khoảng từ đó tới giữa game em không nói chuyện nhiều, thì cũng vì cái do em không tập trung nói không? Thì nói chung là đang bị chắc ban đầu là em bị kiểu bị kiểu là tôi nghĩ cái nói nhưng mà nó sẽ không có, nó sẽ bị thua. Ừ đó, thấy không? Anh ấy thấy tôi nói thằng Đơ là thằng Đơ nó kiểu khi mà cái tình huống đó, tôi nhớ cái tình huống đó luôn, là cái tình huống cái thằng Jin đáng lẽ ra là đánh con Saya nhưng mà thằng Jin lại đánh con Blitz hay như thế nào đó, tôi hình như là tôi nhớ tình huống đó là cái vấn đề là khi mà cái tình huống đó là trong đầu của thằng Đơ với lại thằng Ballet á, là nó sẽ luôn là nó chơi với nhau, là cái tình huống đó là chắc chắn nó sẽ thắng lên và nó sẽ đánh ok. Còn nếu mà nó fail một cái là coi như, tại vì khúc đó là khúc on in của nó rồi, cái nhịp đó là cái nhịp mà tụi nó on in, tụi nó phải đánh thắng, tụi nó làm sai là do kỹ năng tụi nó dở, và nó đang thằng Đơ nó đang suy nghĩ là thằng Jin, cái kỹ năng của thằng Jin đang chưa tới đó, cho nên hai tụi nó đang bị lấn cấn cái đó. Một thằng thì cảm giác tự ti, còn một thằng thì là cảm giác gọi là chưa hòa hợp đấy, kiểu vậy, cho nên là nó chưa đồng điệu, hai đứa nó chưa đồng điệu đó, kiểu vậy. Rồi trong đó là thành thua luôn, thua qua đầu nó thua luôn. Vậy thì cái đó thì cũng đáng sửa, dù mình biết là mình nên nói ra phối hợp tốt không thì, nhưng mà ví dụ tại vì thằng Đơ này nó chưa quen cái cảm giác gọi là thua lem. Em sợ bị nói kiểu người ta nói, mặc dù người ta nói tốt nhưng mà kiểu em suy nghĩ tiêu cực á, nên là kiểu em càng đang chóc mà thấy luôn đó, thấy buồn em quá, kiểu em muốn mọi người tin tưởng em, kiểu động viên em tự tin em đánh thôi, chứ bữa giờ em cũng suy nghĩ là kiểu tỷ sụp mới đi, chứ em cũng kiểu nói dám nặng với mọi người. Trời ơi, em nghĩ vậy thôi, kiểu lúc nào cũng càng nghĩ kiểu sâu xa hơn, nên là kiểu đầu óc em không suy nghĩ được gì hết. Anh nghĩ ai cũng tiêu cực à? Không có ai muốn là tích cực, gọi là ví dụ như là tiêu cực và tích cực 50-50 đi. thì anh nghĩ tất cả những đứa trong phòng này không có cái đứa nào một cái ngưỡng tích cực của nó vượt qua ngưỡng tiêu cực hết. Tại vì vấn đề là mình đều là những cái thằng mà vận động viên, là một cái bộ môn mà cần cái tính cạnh tranh đấy. Đúng, Khánh nói đúng. Cảm giác như là cái việc mà mình tiêu cực với bản thân đó. Thì tiêu cực với bản thân anh nghĩ là một cái mà mình cần. Nhưng mà cái sự tiêu cực và cái tích cực nó phải ở ngưỡng cân bằng đó. Cảm ơn cá lên ta nha. Để mình biết là bản thân mình đang đánh không tốt, mình tích cực để mình tự tin vào bản thân là mình biết là mình có thể làm tốt hơn, kiểu vậy. Còn về cách nói chuyện giữa team và Jin hay là Đơ và Jin thì anh nói thật là có những cái tình huống thì mình bắt buộc phải nói chứ không phải là mình động viên được, nhưng mà mình sẽ cố gắng làm sao để cho Jin nhìn ra được cái đấy là những cái mà mình nó không tiêu cực như là cách mà Jin đang nghĩ á. Anh cũng là một đứa tiêu cực nhá, anh cũng không thích gọi là người khác chỉ trích mình hay là người khác chỉ ra cái lỗi của mình. Đúng. Kiểu vậy á, kiểu như là biết lỗi sửa lỗi nhưng mà không thích đứa khác nhá, không thích đứa khác sửa. Nhưng mà anh cũng nói bọn em là kiểu nếu bọn em cảm thấy như là anh đang gặp vấn đề thì bọn em thì cứ nói, kiểu như là cái ngưỡng tiêu cực của anh nó thấp hơn á, nên là nhiều khi là anh vẫn có đủ sự tích cực để anh nhìn vào những cái vấn đề mình cần làm á. Còn Jin ở thời điểm hiện tại thì anh nghĩ là câu vũ em Khánh tiêu cực cố lên á, mọi người thì động viên em thôi chứ không có ý gì cả. Tôi nghĩ là cái thường á, bởi vì dạo gần đây tôi thấy em Khánh là ít cười hơn, cái gương mặt ít cười hơn sau những trận thua. Chắc có lẽ là từ cái lúc mà solo với tôi tới giờ thì em Khánh bị mất đi cái vẻ gọi là cái sự tiêu cực, cái ngưỡng tiêu cực của em Khánh nó cao hơn một xíu, có thể là nó lên tới 60% so với là cái sự tích cực của em Khánh là 40%. Đấy, kiểu vậy mọi người ạ. Cũng lỗi tôi, nói chung là một phần cũng lỗi ở do tôi, đáng lẽ là tôi không nên để cho em Khánh đội quần như vậy. Tại khi mà em Khánh đội quần, cái lòng tự tôn của em Khánh gọi là nó bị đi xuống, bị fan này nọ, kiểu lúc lên chiên á, bị em Khánh bị fan nói quá trời, chỉ trích quá trời. Đấy, cho nên là lỗi tôi. Ví dụ như là về cái sự tiêu cực đi. Lỗi chung. Anh cũng có cảm giác khó chịu khi mà anh solo thua thằng ví dụ như là Phê, thằng Kiaya, xong rồi bị chúng nó gái kiểu vậy đúng không? Đúng. Nhưng mà anh luôn là thằng chủ động rủ chúng nó solo. Tức là cái cách để em giải quyết vấn đề á, nó không phải là trốn chạy, mà em kêu đi tuyển support mới đúng không? Cái việc đấy nó là cái trốn chạy rồi. Đúng. Em kêu em chốc em đang ấy cái này kia đúng không? Nhưng mà kiểu cái này là mình nên tốt cho mình á. Mình kêu mấy ông đâu cũng được. Kiểu em đâu cần phải nghĩ đến những thằng đồng đội đâu, em đâu cần phải nghĩ em là gánh nặng của đồng đội. Em theo nghề game thủ đâu mà kiểu như là em phải hiểu là bản thân mình theo nghề đâu rồi mà mình cũng xứng đáng có được cái thành công. Không, mình có những cái thứ mà người khác không có. Cái việc mà mình có mặt ở GAM á, ở cái team mà nó vô địch nhiều lần rồi và ở cái team mà có những cái đồng đội mạnh á là cái điều kiện mà không có thằng nào ở VCS có cả. Tức là có bạn đâu, có bạn thì không thua lên nhiều nha. Em Khánh không có team nào như GAM cả, không có team nào có tỷ lệ vô địch lớn như GAM cả. Đúng, cái này thì đúng. Em có thể em nhìn ra ngoài kia đi, em là một đứa tiêu cực đúng không? Chắc chắn em sẽ nghĩ ở ngoài kia có rất nhiều cảm xúc đánh hay hơn em. Cơ là đây. Em nghĩ thử một lần nữa xem. Em hay bọn nó là thằng có tỷ lệ vô địch cao hơn. Đúng. Nên là cố gắng vượt qua nó. Nên là em phải biết là cả team nó cũng ở bên em thôi chứ team đâu phải là thấy em đánh dở xong rồi bây giờ đi tìm thằng xúc khác vào thay em, team cũng đâu muốn vậy đâu. Thay hoài đến lúc mà anh đánh dở thì người ta không thay anh được. Vậy quan trọng là mình nhìn ra được cái tiềm năng đúng không? Mình biết là thằng này có thể hôm nay đánh dở nhưng ngày mai đánh hay. Cả team mình cũng vậy, hôm nay team mình đánh dở thì ngày mai team mình đánh hay. Chứ không phải là hôm nay team mình đánh dở tức là ngày mai mình không đánh hay được. Rồi ngày mai đánh dở luôn, bữa nay đánh dở luôn Khánh. Bữa nay đánh dở luôn nghe em. Bữa nay game 1 đánh bích dở, game 2 là đánh dở nha. Game 2 đánh dở đó. Anh chỉ chết Khánh nha. Nhưng mà anh tin Khánh và những người đồng đội có thể gượng lại được. Anh tin như vậy. Nhưng mà mọi người ơi, tội thằng Vinh thiệt. Nói chung là mọi người phải hiểu được cái gọi là cái áp lực của thằng Vinh nó đang chịu. Đó. Có thể là cái game chơi T-flop đánh dở thiệt, nhưng mà tôi khẳng định luôn game ngày hôm nay nó đánh với lại team T-dup nó không đánh dở, nó đánh rất hay luôn, nó đánh 3 trận đều hay đó. KT đánh mới dở nha, thằng KT nó đang đánh mới dở đó. Còn game 1 là do bích mấy cái đội hình mà gọi là bị vô form quá thôi. Vinh cố lên ha, tại kiểu cái đợt em nam rồi đúng không, thì tôi đánh không đâu có tốt đâu, thì nhiều lúc là kiểu Vinh thấy Vinh nói được với lại mọi người ở đây thì thấy tốt với Vinh thì mọi người cũng cố gắng giúp. chứ em vào vừa rồi thì kiểu tôi đánh đâu tốt đúng không, thì mọi người chỉ chết thì kiểu tôi xem đó thì kiểu đây cái động lực thôi, kiểu đánh thì giống như kiểu là mùa rồi tôi đi ESA đúng không, thì cũng thấy mình vô địch nhiều nhưng mình bị xui vì cái đó thì mình đi không được ESA thì mình thấy cũng buồn. Đúng rồi, kiểu mình phải cố gắng chứ. Mà còn là Nguyên anh em đây là đi với đa dành chữ Dinh chó luôn. Nhưng mà ngoại trừ Dinh ra, không phải ngoại trừ nữa mà trừ Dinh đã mới nói là thì tất cả mọi người trong đây về mới họ lên chữ Dinh chó trong đó đúng không? Thì ai mày phải cảm ơn team media của anh em. Bây giờ phải tự ngồi lại quay một cái clip cảm ơn team media của anh em, nhờ vậy đó mà tụi bay mới được thoát được cái gọi là compression, chứ không phải tao nói tới ngày hôm nay chúng nó lại vẫn còn asean, tụi bay xe cũ. Nhưng mà muốn nói chuyện ở đây để mà đó chia sẻ ra và để hiểu là phải cảm ơn điều tiêu cực và mọi người đều sẽ có những cái cách mà họ vượt qua cái tiêu cực của mình. Thì nói chung kiểu đó là cái cảm xúc rồi, thì mình làm việc hay kiểu áp lực á thì ai cũng có đó, thì chỉ muốn gì thôi, kiểu mấy cái lúc mà kiểu bị gì á thì nên nói anh em biết thôi. Thì anh em ở đây mọi người cũng như anh em là cũng giúp nhau chứ đâu có kiểu mà Vinh cái lỗi gì đó anh em kiểu là nó thay shop này hay chỉ cho Vinh đâu, anh em cũng muốn Vinh cố gắng như này không ạ, chứ đâu có kiểu máy đâu. Thì ở đây kiểu muốn Vinh là kiểu bị gì á thì nói cho anh em biết, thì anh em mình từ đầu mùa đó không kêu là bị gì á nói như lúc kiểu chạy tên như Vinh với Đơ đúng không, thì nói chung là Vinh là phải một cái chứng kiến riêng á, thì Vinh có nói ra suy nghĩ của Vinh đây chứ ở đây đâu ai chỉ chết đâu, nói không có đúng là mình sửa sai gì đó. Đúng. Như kiểu Vinh mà muốn bán mỡ Vinh cứ chủ động mỡ, không có đợi đơn nhưng mà muốn chết cũng được, nhưng mà đó là một cái bài học để mình cố gắng. Đúng. Em xong rồi tới cứ lúc nào mà mình thấy mình dở gì đó thì lúc mà mình buông ra thì kiểu nó bị muộn á, thì mình cứ sai đâu mình cứ nói thôi, chứ ở đây ai cũng giúp mình à, tem thì mọi người đều giúp mình thôi. Đúng vậy, chồng mình phải nói để cho mọi người giúp á. Mà mấy nay thì thấy Vinh trên thì kiểu những lúc đi trên thì cô thì thấy Vinh cũng không nói chuyện nhiều, thì em cũng gọi là không dám bắt nói chuyện với anh á, kiểu cũng nói này nói sợ anh giận nữa, nhưng mà anh cứ thoải mái thôi. Em thì em cũng muốn động viên anh lắm, những lúc mà Vinh thua thì mình thua chung mà, thì mình cứ nói chuyện thoải mái nhau thôi. Em Sang hiền hòa bắt chuyện nha. Đây, em Sang là rất chi là hiền hòa luôn. Nhưng mà tới em Gia Gói là Vinh đánh kiểu nói chuyện nhiều vô, kiểu giờ lập nói sao ta, giờ kiểu Vinh đánh gì miêu sơ chơi. Giống như kiểu 4-5 vậy, đến kiểu 4-5 vậy, khó lắm. Nói chung là chơi vậy không chơi được đâu, phải nói chuyện mới được, mở miệng lên. Chứ em mà cam vậy, super cam mà, kiểu vậy đó. Trời ơi, sao không đi trang được anh em. Thằng em tôi thờ ít game, nắng con chuột nó lên mà, cái mỏ nó tôi cũng nắng đó, trời đất ơi. Tôi diễn tả là chắc chắn là y chang. Em cũng không dám để gọi nói chuyện nhanh, kiểu cũng sợ bị nhạy cảm này. Còn em Sang là động viên nha, cảm ơn anh. Mình cứ thoải mái nhau thôi, làm sao thì giờ mình một đội mà, mình cũng coi như người nhà nhau đi. Là như vậy. Thua thì kiểu ấy chứ mùa rồi thì mình thắng không mà thấy tụi mình vui thôi mà. Chung quy lại là hôm nay thua là nên coi như đó điều tốt đi, đừng năm ngoái đó. Thấy mùa rồi nhưng mình thắng mà không, nhưng mà thấy cảm giác như là mình quýnh mình có thể thua nhiều hơn á. Nhiều khi là như Phê nói rồi mình thắng lúa không, nhưng mà FA mình lại vậy đó, thì đó là cái gọi là cũng là một cái không nên, thì giờ mình thua. Nhìn lại không đây, đến lúc đó. Nói chung là có câu hay lắm nè, để ăn cánh trong phim ra nói câu này nhớ nha. Đừng cười. Nói chung là ở cái team này hay là anh em mình không quan trọng là mình thắng hay là mình thua. Đúng. Quan trọng là mọi người ở đây cái hành trình của mình là phải phát triển mình thành con người tốt hơn, ngay cả trong game và ngoài game luôn nha. 1, 2, 3 game nha. 1, 2, 3 game. Sau những chia sẻ đầy cảm xúc, các thành viên đã dần hiểu nhau hơn. Dù trận đấu với NBA là một trận đấu đầy khó khăn, nhưng các tuyển thủ luôn động viên nhau và giành lại chiến thắng. GAM Khuất. Anh nhìn đồng mít anh nhìn rồi vô mít này em. Mít anh nhìn đi. Giật mít không lui này. Em phải về rồi nha. Nhìn nó đấy. Anh lui đồ đọc đấy. Thằng Vinh nó khóc mất giọng luôn mọi người ơi. Thằng Vinh nó khóc mất giọng luôn mọi người ơi. Nhìn anh Đê nó kìa, nó mất giọng luôn. Mấy thông lui này mình đã về rồi nha. Nhìn nó đấy, nhìn nó đấy. Anh Đê về nha. Đây mà đây là người. Đây đây là sao người sao. Anh Đê không la, để cho lá này, để cho lá. Em bắt giờ em đâu bắt giờ đét ra em cứ em. Ok ok để kia đét được kia đét. Còn không em tôi bị được. Tôi còn giáp vệ sinh nữa thôi. Hay em. Ủa chặng này chặng nào ta? Tôi không có coi chặng này luôn á, phải không? Bữa đó tôi nghỉ đúng không? Chặng này bữa đó tôi nghỉ đúng không ta? Tập trung game xong. Xin lỗi anh em, lỗi. Không sao không sao. À chặng bữa đi đá banh đúng hả? À. Bây giờ là khoảng 9 giờ sáng và hôm nay chúng ta sẽ cùng đi ăn sáng. Để cho Jin giải tỏa tí tâm lý. Thấy tuần vừa rồi các bạn thi đấu hơi vất vả và bây giờ hãy cùng tụi mình đi thôi. Let's go. I bought a house in Cabo to shake off my cargo. It went a little bit far though. I need blue my top off. Thì hôm nay team media sẽ đi ăn sáng mà nhạc dữ vậy. Lạ. Món này nó tên là mì quảng trộn. Mì quảng trộn à. Cái này là tụi mình quay là vào lúc sáng sớm. Là kiểu mấy bạn vừa ngủ dậy thôi là tụi mình dắt mấy bạn đi ăn sáng. Là quay trong vòng 2 tiếng thôi. Nó không ảnh hưởng đến giờ trend. Cho nên là mọi người đừng có nghĩ là trend không lo trend mà lo đi quay content hay không. Cái này là tụi mình chỉ đưa riêng đi ăn sáng vào cái giờ chứ không phải là ảnh hưởng đến giờ trend. Thì đây là lần đầu tiên nên là hơi bỡ ngỡ. Kiểu em cũng không có để ý tới nữa. Mà từ từ quen đúng không? Kiểu bị tránh né. Kiểu thấy cái gì nói tới mình em né. Em không dám đọc á. Em cho Jin hiểu một điều là Jin chỉ cần biết á là định hướng của team media của GAM là của ba tụi anh. Đó là mục tiêu số 1 là phải bảo vệ tuyển thủ. Em chỉ cần biết vậy thôi. Tất cả những gì tụi anh làm là chống pressing tối đa có thể cho tụi em. Ok. Em những cái tiêu cực của mà người ta nói về tuyển thủ ra để làm content để câu view câu like. Còn anh chấp nhận là tương tác không. Nhưng mà quan trọng là làm cái chuyện bảo vệ tuyển thủ là đầu tiên. Ơi, nói câu này đụng chạm đó em. Nói câu này là ai lấy tuyển thủ ra câu view câu like, nói ai? Team Media SE à? Hay là ai? Hay là TS? Nói trước đi Hero. Rồi Trang cắm BK. Trang cắm BK. Nói ai? Thì này nói ai nói ra nha. Đứa nhìn được mấy thế mà em nhìn không ra. Kiểu mỗi người một suy nghĩ nên là nó chưa hiểu ý nhau. Kiểu như vậy. Lúc mà thua xong về nói chuyện thì kiểu mà lúc đó là hai đứa nói chuyện riêng hay là thì nói chuyện chung với cả team thì kiểu đưa ra ý kiến thôi. Thì kia kiểu cho em đánh thoải mái với cho em tâm lý ok. Kiểu em bung hết sức thì em đánh được. Tính ra nhờ tôi mấy cái đó mới bay đồ hả? Có không vậy? Có không vậy? Em chơi nhiều nhất là Nautilus với lại Rakan. Hay là đó là do chiến thuật của team yêu cầu hay là do em đánh hai con nó tốt nhất cho nên. Trời khui nó bà nội, khui nó bà nội ơi, khui nữa. Hai nó kiểu thuận tay với em với meta của hai đó nữa. Thì trời ơi khui nó bà nội ơi. Thì hôm nay thật sự là một ngày kiểu khá là vui với team media. Tại vì mình nghĩ là đã khui nữa. Chắc cũng ít có team nào mà nói ít thôi nha, không phải đa số là có thể mà bắt lẻ được bạn tuyển thủ để đi ăn sáng với lại ngồi uống cà phê như những người anh em ở ngoài thật. Thì rõ ràng là mình nghĩ là sau khi mà xem cái đoạn này xong thì mọi người sẽ hiểu nhiều hơn về Jin. Hiểu nhiều mình. Sau ngày hôm nay tụi mình tại vì hiểu nhiều là hai con tướng đó là thuận tay nhất của nó. Hiểu luôn thì chỉ cần hiểu đúng như đó thôi. Còn con người Jin ở bên ngoài nhiều khi tụi tuyển thủ nó cũng không hiểu cho lắm. Cái đội khác nó cũng không muốn hiểu. Nó hiểu là Jin chỉ đúng Nauti với là con Rakan là thuận tay của nó. Cũng hiểu hơn về Jin rất là nhiều. Và mong là thời gian sắp tới là mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ cho là media đã khui hết Jin. Và gọi là ít pressing em Jin lại một xíu để em Jin có cái tâm lý tốt nhất để có thể chiến đấu cùng với GAM để mà đưa được Slayer. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chào mọi người, hy vọng mọi người sẽ ủng hộ mình và GAM trong những trận đấu sắp tới. Sau những chia sẻ vừa qua của Jin thì chúng ta có thể thấy là hiện tại phong độ của Jin đang không thực sự tốt, nhưng các thành viên đều đã động viên cũng như giúp đỡ nhau để cùng nhau tiến bộ hơn từng ngày. Đúng. Trận này đánh hay, trận này Jin đánh hay, tuyệt vời. Nhưng mà KT vẫn còn chóc. Vậy là tính ra coi cái clip này là KT nó đang bị chóc từ cái đợt MSI về. Sau đó nó chóc luôn cái việc bà gọi là nó không đi được asean. Cho tới bây giờ nó vẫn còn đang chóc. Cho tới bây giờ KT nó vẫn còn đang chóc nha. Chứ nó chưa thật sự gọi là hoàn hồn. Nó chưa thật sự hoàn hồn. Hôm nay nó thua Lao đi, nó dư chấn, nó sang chấn tâm lý luôn. Hôm nay nó thua hàng Lao đi, cái kiểu đi đường kiểu này là nó sang chấn nữa. Chết chưa thằng em tôi. Thằng em tôi phải cho nó cái giấy diếp. Rồi ông đến xin KT. Cái này là phải có một clip cho KT nữa. Đó, nói chung tại GAM á, bình thường á, là tôi nghĩ là thắng nhiều. Đấy, cho nên là chưa làm quen được, anh em chưa quen được với lại những cái này thôi. Đó, nhưng mà từ từ mùa này tôi nghĩ là anh em sẽ quen với lại những cái chiếc clip như này. Sẽ còn dài dài. Sẽ còn dài cho tới khi mà cả team nó gọi là nó hết chóc. Bây giờ mid chóc, boss chóc. Đó, kiểu dày tâm lý không ổn định, kéo theo thằng Kiaya với lại thằng Levi cũng không thể nào mà có được cái sự bình tĩnh vốn có. Vậy thì ai sẽ là người kéo team lại? Ai? Ai? Mà đồ béo chỉ là ai nữa? TK Nguyễn ơi, anh hãy nhanh tay chào đón em đi. Game Cham. Bro, em đang còn phi đây.